phần buổi biểu diễn mà ví dụ như hip hop hay là dance hay những cái nhạc mà cần vũ đạo thì cái vũ đạo Kimmy Soo luôn đặt lên rất là cao, tại vì nó mang cái tính chất nghệ thuật và giải trí rất là cao và nó khiến cho khán giả cảm nhận được nhiều hơn. Mình hy vọng rằng là sẽ làm cho khán đài mọi người cùng hào hứng và nhảy theo giai điệu. Không, không có vấn đề gì đâu. Rồi, mình ở nhà rồi. Rồi thôi nhá. Do you want a body? Let's go! Mấy giờ rồi? Không cho ai ngủ à? Buồn này, quan gái nhà ai? Đi về, nhanh! Ăn mặc chả ra gì. Còn cái tay DJ đấy đứng đây đợi nhắc phải không? Bước ra ngay. Không chào người lớn hả? Về, khóa cửa cẩn thận. Này, cái cô này đứng đây. Bạch Tuột đứng đây. Bước ra ngay. Nhá, em là phải lập biên bản em, coi như là từ ngày em dọn về đây là cả cái xóm này không ai ngủ được. Vâng, em xin mời tổ trưởng dân phố Lê Hoàng anh ý kiến hộ em cái vụ này. Nhưng mà trước tiên em phải nhắc là quý vị mà yêu thương cái bạn này ấy thì chúng ta lập biên bản cho bạn ấy là soạn 03 gửi về 8369 lập biên bản ngay cho cái bạn Kimmy này. Này đừng có phớn lên thế nhá. Đứng ngay đây. Vâng, mời tổ trưởng. Với tư cách là một tổ trưởng dân phố như là anh Thành vừa phong á,
Thì thật ra tôi không có sợ ồn ào, mà tôi chỉ sợ là quậy phá thôi. Chứ còn ồn ào trong khu phố mà tươi trẻ như bạn Kim thì tôi thấy không có vấn đề gì. Chỉ có điều tôi biết cái tiết mục của bạn, nếu tôi không nhầm là ý như thế này, là bạn ở nhà một mình và bạn phát hiện ra điều đó và bạn gọi bạn bè đến, thì điều đấy gần như là giới trẻ nào cũng làm. Nhưng mà giá bạn rõ ra một chút, ví dụ mở đầu á, là có một người như anh Huy Tuấn xách vali ra, rồi bạn chào như là một phụ huynh, một ông già khó tính ra cửa. Khi ông ấy đóng cửa một cái là bạn sung sướng, bạn gọi, thì nó có phải là nó rõ ra bao nhiêu không? Tiết mục biểu diễn nó có 3 phút thôi, chứ nó không giống phim của anh. Không, không, tôi nghĩ rằng là anh chỉ cần xuất hiện một giây thôi, nó cũng rõ là cái sự già nua của mấy người phụ huynh rồi. Xin cảm ơn Lê Hoàng. Nhưng mà về phần nhạc thì anh thấy ổn không ạ? Phần nhạc thì rất là ổn. Tuy nhiên lúc đầu hơi chậm một chút, nhưng mà sau đó thì bạn rất là phần nhạc thì rất ổn, nhưng mà bảo anh nhảy thì anh chịu. À. Thế còn chị Hồng Nhung, chị nghĩ sao về tiết mục này? Hồng Nhung luôn 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 thích cái phong cách rất là sôi động của Kimmy, và em đã vừa rồi em đã thắp bừng lên một cái ngọn lửa giống như là ở trong trong sàn nhảy vậy. Tuy nhiên nếu mà để nhớ, Hồng Nhung vẫn nhớ cái hình ảnh của Kimmy với Wannabe của lần trước, thì Hồng Nhung lại thích cái hình ảnh trước hơn, bởi vì nó có cái đất hơn để em thể hiện cái phần hát của mình và cả cái phần rap nữa. Mặc dù còn tất cả cái tinh thần mà hôm nay em đưa lại thì đều rất là dễ thương và rất là sống động và trẻ trung. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Hồng Nhung. Và thưa quý vị, một lần nữa dành tràng pháo tay đồng nhiệt cho Kimmy. Cảm ơn em. Và sẽ còn